Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho những anh chị em nào mà chưa biết về cái phần mềm Lightroom này, chưa biết cách sử dụng, thì mình sẽ giới thiệu những cái công cụ trong cái phần mềm Lightroom này để cho các anh chị biết và sử dụng cơ bản những phần mềm đó, có tác dụng, những cái dụng cụ đó có tác dụng như thế nào. À, giờ chúng ta bắt đầu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mở phần mềm Adobe Lightroom ra. À, mình đang xài Photoshop Lightroom CC nha. Rồi, sau đó anh chị các bạn tôi chuột lên đây. Giờ có chữ file nè. File. Chúng ta vô Import Photo and Video. Rồi, Sài Gòn 24/4/2017. Thì các bạn thấy rồi đó, mặc định của phần mềm là nó đã chọn cho chúng ta hết những cái hình trong cái file này đó. Thì khi mà chọn hết rồi, chúng ta chỉ cần bấm import là hình nó sẽ vào để chúng ta làm việc. Rồi để nếu mà chúng ta không muốn chọn hết mà chúng ta chọn từng hình thì chúng ta phải tắt đi, chúng ta phải vô cái inject on này đó, chúng ta tắt này. Các bạn thấy là hình nó mờ lại hết không? Khi các bạn để vô hình nó sáng này đó, các bạn đánh dấu vô đây. Đó, mình muốn chọn bao nhiêu tấm thì mình đánh dấu bấy nhiêu tấm đó, tha hồ mình chọn ha. Thì ở đây tôi chọn tấm thôi ha, chọn tấm làm gì thôi. Rồi chúng ta bấm import, rồi sau đó chúng ta phải chọn develop để chúng ta mới làm việc được. Rồi chúng ta chọn hình nha, để chúng ta vào đây tấm chúng ta mới import được nè. Ở đây tôi chụp file raw. Rồi giờ đầu tiên là cái theme này ha, thì chúng ta kéo về đây gọi là chỉnh quay ba lăng á. Máy mình chụp mặc định rồi để auto, còn về đây mình muốn quay ba lăng bao nhiêu thì mình, rồi các bạn càng kéo về phía bên đây thì về màu vàng này, các bạn thấy nó vàng đấy không, thì nhiệt độ màu nó tăng lên đó. Đó, đó. Auto của máy ha. Đó. Trời ngày thì khoảng 5 4 5 6 vậy ha. Bạn kéo về đây là hình ta bị ám màu xanh dương à, tương tự thanh như đây tim, thì chúng ta kéo về đây là nó ám màu xanh lá cây, thì chúng ta kéo về đây thì nó ám màu tím à, thì tùy mình muốn hình màu xanh gà như thế à. Ở đây thì tôi để trời này tôi để nó là 56 à, nó đúng gì đâu mà 56. Rồi tiếp theo Aperture, Aperture là sáng, ta kéo lên, chúng ta là thiếu sáng, ta kéo lên sáng, Aperture, contrast, ta kéo về hình trong lại, có chiều sâu, rồi kéo vào đây nó không có contrast, hình nó là mà, nè, contrast, contrast khoảng 10 thôi nha. Rồi. Rồi. Rồi, hình highlight này. Highlight này là cái gì thuộc về vùng highlight, vùng sáng, sáng trắng á. Nè, các bạn kéo những cái gì của vùng highlight là được các bạn. Đó, các bạn kéo các bạn thấy sự thay đổi nè. Đó. Đó, dù như mình muốn giữ chi tiết tại những cái vùng trắng thì mình kéo vậy. Đó, bạn thấy mặt trời không? Đó, nét là highlight thì chúng ta kéo vào đây là chúng ta cú 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 trắng cú sáng nó vùng highlight, chúng ta kéo là nó không bị mất chi tiết đó. Rồi kéo nó cũng tới mức độ nào đó thôi nha. Rồi các bạn thấy những cái tòa nhà này nè, nhưng mà mình chụp ngược sáng á thì luôn luôn những cái vùng shadow này nó bị tối. Chúng ta vô đây vô thanh shadow này chúng ta kéo. À, các bạn thấy sự thay đổi không? Đó. Những cái vùng tối nó sẽ lên. Đó. Đó, chúng ta kéo nó lên. Còn chúng ta kéo về đây là vùng tối nó tối luôn. Đó, kéo về đây vùng tối nó sáng lên. À. Rồi, white, white. Thanh này white này là màu trắng. Nó sáng lên. Đó, nó sẽ trắng luôn, không xé luôn. Đó. Để mà cái hình mình biết rằng nó có đủ sáng chưa, đủ trắng chưa thì chúng ta bấm antenna ha, ta giữ antenna chúng ta kéo
kéo tới khi nào mà trên hình này nó có cái màu đen mà nó xuất hiện màu trắng là chỗ đó là nó dư ánh sáng trắng, chúng ta trải về thì vậy là hình ta là đang đủ 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 sáng, đủ sáng trắng rồi, đủ đen chưa ha, thì chúng ta cũng antenna luôn, chúng ta kéo, thì chúng ta kéo về khi nào chúng ta thấy đó xuất hiện màu màu đen đó là hình chúng ta đủ đen rồi. Vậy là hình chúng ta vừa đủ kiểm tra là vừa đủ đen và đủ trắng, nhưng mà ở đây là tôi thấy cái dùng sơ đồ nó bị tối quá, tôi để trả nó về không nè. Rồi clarity này nó là độ độ gai hình, độ nét của mình đó. Khi các bạn kéo các bạn thấy đó, hình nó gồ vậy, gồ vậy nhìn dữ lắm. Rồi chúng ta kéo về đây là hình mờ mờ ảo ảo đó. Cái này là bạn kéo ít thôi, tùy các bạn muốn hình của mình nó nét nó khô nó gai góc thì các bạn kéo nhiều đó. Mà cái này thì dùng cho hình chụp phong cảnh rồi thì ok, không hình chân dung mà chụp mà về mấy cô gái đẹp mà chụp về người trẻ trẻ mà phải kéo vậy là mặt nó gồ lên ghê lắm, dù người già mà cần khổ nhấn chữ khổ chụp được đen kéo là ok nha. Ở đây là tùy các bạn, vì đây là độ rực màu à, ta kéo về đây cả thành trắng đen luôn, kéo về đây là cái hình màu sắc nó rất ở lực xe chủ sinh này, độ bảo hòa của nó mà kéo lên ta thấy màu nó lên rất là nhiều. Cái này các bạn cũng hạn chế ở đây nó từ 1 đến 10 thôi, các bạn đừng dùng quá nhiều quá nó bệt mà. Còn cái đây thì các bạn vừa thôi theo mắt của mình thôi nè, tôi thì các bạn tôi hãy chỉnh một cái máy nè. Rồi cái tone cover này nó cũng là chỉnh sáng tối này, cũng hay là ta kéo tôi thường tôi kéo các bạn em máy like này tôi kéo máy rồi đáp này tôi kéo âm năm shadow này tôi kéo đó, thì các bạn thấy cái đồ thị này nó theo hình sẽ là cái điều như vậy nè, thì cái ánh sáng trong cái bức ảnh của mình nó bị gãy từ highlight cho nó đến shadow lên xuống đều hết, nó không bị gãy gấp khúc, nó lên cái độ sáng của cái hình mình nó không có bị gãy, nó mới làm đẹp cái hình được đó. Bạn thấy không, cái độ bây giờ cái hình mình nó trong lên nè, chi tiết nó nổi lên trong trẻo lại. Rồi ở trong đây nữa, các bạn sổ ra trong này đây nó có medium contrast là trong strong contrast đó, thì các bạn đó bạn thấy medium contrast được này, trong nó còn dữ nữa đó. Còn bạn để như này tôi sẽ này dùm màu ở đây nó tăng màu đỏ, kéo lên màu đỏ nó tăng, để tôi kéo ở đây nó mất màu đỏ à, giống tương tự ở đây nó tăng, ở đây là màu cam nó tăng lên, nó kéo lên mất màu cam à, và đấy tăng màu cam lên, kéo đây mất màu à. Thì cái này giống như mấy bạn sử dụng trong tấm ảnh mà các bạn muốn giữ cái màu bầu trời xanh dương này lại thì các bạn bỏ hết màu cam à. Và dương là mất luôn thì bạn giữ lại. Bạn thấy không? Chỉ có màu xanh dương nó được giữ lại, còn những màu khác nó là mất hết. Đó. Thì tương tự các bạn muốn giữ màu nào thì các bạn giữ lại màu đó, bạn bỏ mấy màu kia thì còn lại màu đó thôi. Luminance là cái độ sáng của từng kênh màu. Giống như bạn kéo đây là màu đỏ nó sáng lên, tươi lên. Đây màu xanh bầu trời đi, giờ tôi kéo luôn các bạn thấy một cái đó, kéo về màu xanh nó tối lại. Đây là sự sáng tối của từng màu, tùy các bạn sử dụng.
ở đây là lên màu và chọn màu sáng. Chúng ta thấy không, highlight thì khi mà chúng ta muốn làm cái này thì chúng ta phải kéo cái thanh saturation dưới đây thì cái thanh ở trên đây nó mới có tác dụng. Bây giờ nếu chúng tôi không có kéo cái thanh dưới đây này, thì cái thanh thuê này không có tác dụng, bạn thấy không? Nếu mà muốn nó tác dụng thì bạn phải kéo cái thanh ở dưới đây này trước ha, rồi bắt đầu bạn di chuyển thanh đó tùy mấy bạn đó, các bạn muốn màu nào của cái vùng highlight hay là lên màu màu vùng highlight. Vùng highlight nó vàng vàng xanh đó, một trời xanh đó, có một trời có một vài cái đó tương tự ở dưới đây là vùng màu của xanh đó. Và như vậy là các bạn thấy vùng màu xanh đó. Đây là thích hợp cho những bạn thích lên màu hai đó thôi. Ở đây tôi muốn giữ shadow thay đổi highlight thôi. Rồi ba lăng này các bạn kéo thì có thêm này, này thêm vàng này, kéo đây các bạn lên này là thêm này cộng đây này là đúng rồi, mình từ chúng mình nằm chưa này không có được nha, ta muốn thêm mình kéo này kéo thêm kéo đây là được rồi. Rồi các bạn mấy cái màu này là các bạn phải tự làm, phải kéo thì các bạn thấy trong hình mình, mỗi hình nó có những màu sắc riêng thì mình kéo mình tập làm mà phải kéo thì thấy được cái sự thay đổi. Rồi tiếp theo cái detail này amount này suppending nét đó, tôi dùng vô cho các bạn coi nha. Khi kéo xuống hình này bạn thấy hình nó nét không? Khi nó nét thì nó gai lắm, nó bị khom nhiều lắm. Khi hình mình chụp mà lỡ nó có nét thì mình kéo theo tôi thì đường kéo được khoảng giữa này thôi, đường số 80 giữ lắm rồi. Tùy các bạn mình chỉnh mình để zoom vô hình vô mình coi tùy các bạn. Còn hai cái thanh này tôi không được tên nè. Còn masking này nó thiên về mình, nếu mình chụp chân dung đồ mình muốn mặc mẫu mình kẹp mình cái này nó đối lập với cái amount, cái masking này nó đối lập cái amount. Các bạn kéo thì nó ném nó gai không, còn masking này nó là mềm cái hình là mịn cái hình đó. Các bạn di chuyển các bạn thấy được. Rồi cái noise hình mình chụp luôn luôn ở trong vùng tối, luôn luôn ban hôm. Khi chúng ta chụp ban ngày thì cái noise nó ít chút xíu, nhưng mà trong vùng tối luôn luôn bắt buộc phải có noise. Thì khi mà mình chụp hình mà ban đêm rồi đó, noise vùng tối nó nhiều, noise nhiều thì cái này nó chỉ noise là mình. Nhưng mà kèm theo khi mà mình chụp noise mình giảm đi cái độ nét để nó kéo rồi. Đây, còn đây là hình mình chân không? Cái này mình làm mình chân dung rồi này kia đó, mình kéo giảm mặt màu mình ha, nó mất cái độ nét đây, nó mất nét. Mình kéo thì rất là mặt mình khi mình kéo no thì mất nét chỉnh sắp bên lại thêm nét đó. Khi mình thêm sắp bên thì hình mình nó gai lên đó, chỉnh chỗ này lo này mình nhìn nó rồi là mình